Đang làm gì sư? Vâng, con đi làm mấy con gạch, con để gần cái pallet á, con Dạ. nuôi cho nó không có bị văng đất lên. À. Đường đi ra cốc này của chú anh chị. À, sư lót thêm cái khúc đó của chú anh chị. Đường đi ra cốc sư trời có gạch này đi hết hết dơ rồi. Đây, để Nam đi ra ngoài cốc cho cô chú anh chị mình xem nha. Mưa này thì có mấy miếng này lót đi như vậy nè cô chú anh chị, thì sư đi ra đây thì không có dơ, sạch sạch. À, sư lập mấy miếng gạch này kê thêm cặp cặp để mưa nó tạt nó không có văng. Bây giờ nước lớn rồi nè cô chú anh chị. Gió mát quá trời luôn. Sư lấy gặp thêm cô chú chị. Chứ chắc cái mặt này không hết sư. Hôm qua sư trời lúc mà trời mưa, sư ngồi ngoài này cảm giác thấy như sao sư? Vâng, nó mát, nó đâu có tạt con đâu. Dạ. Tại đây có tán cây nè. Dạ. Mưa xuống là cây nó tản rồi hết à. Hôm qua như có một lúc như sư có ngồi thiền hả sư? À, thấy ngoài này ngồi thiền thấy thanh tịnh luôn sư. À, dạ. Hỏi vui sư ơi, sư nói rồi sao em với chú anh chị. Mà lúc đó là sư nhắm mắt rồi, sư đâu có biết còn thấy trôi hay là không trôi nữa hả sư? Nghe nhưng mà mình nghe được cái âm thanh ngoài vẫn nghe bình thường. Dạ. Thấy cái chỗ này con thấy ngồi thiền là chung là chắc là thanh tịnh. Xung quanh thì lâu lâu cũng có tiếng chim hót.
giờ nước cũng đang lớn nè cô chú anh chị. Hôm qua trời mưa nước lên, nước nó lên cao sư. Rồi nó lên đụng cái gốc cây này thôi. Dạ. Yeah. Cái chỗ này thì nó tương đối cao ấy, chắc nó rồng ngập đó. Dạ. Yeah. Yeah. Thấy có cái cốc này xong cái bà con cô bác cũng mừng lắm, thấy cũng vui, thấy sư vui, bà con cô bác cũng vui. Mốt là chạy mưa hoặc là đi tới lui là nó không có bị dơ. Đúng con đường này là mới đắt, mới đổ đắt. Ở ngoài nhà của sư Minh Toại thì bà con cô bác chợ duyên làm cái đường quá đẹp luôn ha. Dạ. Ở đây thì ở nông thôn quê thì hoặc là chợ duyên cái đường này như vậy là cũng được rồi. Đồ nữa sư. Đây có cái hồ là hồ là tắm là rất là êm luôn cô chú chị. Tắm không? Anh tắm không? Đấy, đi đi qua thăm sư Minh Phong ơi, có khán giả là cũng bình luận nào có thể thấy ai quay sư Minh Phong ấy. Thì bạn quay cho bà con bác xem. Đường này đi sạch sẽ luôn nè cả nhà. Dạ sư đi về về cốc bên phần mộ nha. Chắc lấy đồ qua ngồi thể điện thôi chị. Trần Nam cũng xin phép kết thúc video ha cô chú anh chị ơi, để đi qua bên quay sư Minh Không cho cô chú anh chị mình xem. Cũng có nãy cũng có một hai bình luận xe về sư Minh Không á, thì chút xíu nữa Nam đi bản, còn đủ duyên hay không gặp sư Minh Không là một chuyện nữa nha bà con cô bác. Có gì quan hỷ cho Trần Nam nha. Cái cảnh quê trung bình yên quá trời, chỗ cốc của sư cũng vậy, ngồi thiền rất là tuyệt vời. Và Nam cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả bà con cô bác.